À, kính thưa bà con thân mến, hôm nay thì cũng được làm lễ tụng kinh để cái hài cốt cái xá lợi của sư cả Thạch Yên vào cái hũ cốt nha quý vị. Thì hôm nay cũng có tụng kinh và làm lễ nho nhỏ để cho cốt ngài vô hũ nha quý vị. Đó, trước mặt quý vị nè. Băng côi cái này là kiểu băng côi đó quý vị. Đó có mấy sợi là phụ hậu rồi là phải có phụ bỏ một hai cái chân cô theo là anh mở tiếp. Dạ. Trong trong mà các bạn nghe mà ta tập phụ vụ trong mà lắng nghe mà đang xuống ra ra sao. Dạ. Tôi chưa mơ với ông em tỏ mang ra bọn bọn bọn. Cái gì vô đó mà ta số. Ờ. Thích mà. Ờ, chấp cho bạn.
Okay.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thắng miền Tây chia sẻ tới đây cũng xin kết thúc video. Chúc cả nhà xem vlog Thắng miền Tây nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và hôm nay cũng được chính thức là để cho cốt ngài vào cốt, đó là cũng là ngày cuối cùng chấm dứt buổi tang của sư cả Thạch Yên tại chùa Sang Ke, huyện xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay Thắng miền Tây lại chạy tới đây để chia sẻ cho bà con nắm bắt từ câu chuyện ngài đã viên tịch và tới ngày đã đem quả táng, và tới ngày hôm nay thì tiếp tục để làm lễ, làm để cho cốt ngài vào cốt. Thì hôm nay Thắng miền Tây chia sẻ tới đây cũng xin tạm dừng video. Chúc cả nhà xem vlog Thắng miền Tây nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào mọi người, xem nhớ like và đăng ký cho Thắng miền Tây có động lực để làm video hay hơn, tốt hơn. Xin chào mọi người, ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Xin chào.